Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị các bạn, buổi tối ngày 22 tháng 8 năm 2016 tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức trực thuộc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trang trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch năm 2560, dương lịch năm 2016. Chủ trì đại lễ là đoàn cao tăng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm các vị sư ông Thích Thiện Nghĩa đến từ chùa Nha Trang, Khánh Hòa, đại đức Thích Thiện Huy, ủy viên Ủy ban Giáo dục Tăng ni Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại đức Thích Sắc Hiếu, ủy viên Ủy ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại đức Thích Tâm Trụ, ủy viên Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đại đức Thích Thông Đạt, ủy viên Ủy ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tham dự đại lễ có đại diện Đại sứ quán Việt Nam ông Bùi Hà Nam, tham tán sứ quán ông Nguyễn Văn Hiền, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Trung tâm Thương mại Đồng Xuân và đông đủ đại diện các hội đoàn cùng bà con tăng ni Phật tử ở Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở Berlin và vùng lân cận. Bà Chu Thị Châu, Hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã đọc lời cảm ơn đoàn cao tăng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam, cảm ơn Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, nhà hàng Việt Phố đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức lễ Vu Lan Phật lịch năm 2560. Cảm ơn bà con cộng đồng đã đến tham dự đông vui và cúng dường cho đại lễ Vu Lan thành công viên mãn. Mở màn cho đại lễ Vu Lan báo hiếu là điệu múa dâng hoa cúng dường do các cháu thiếu nhi Hội Thiện Từ Tâm thực hiện. Nhã nhạc cung đình Huế, một trong những điệu múa biên đạo theo nhã nhạc cung đình Huế đã được UNESCO ghi nhận là di sản phi vật thể của thế giới. Milly, một cô gái gốc Việt, nhưng lớn lên ở Đức, trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu này, Milly đã thể hiện một làn điệu dân ca quan họ nhớ đến công sinh thành dưỡng dục của một Thiền Liên đối với người mẹ, và đó cũng là ý nghĩa của hội Vu Lan. Trong ngày lễ Vu Lan, các vị chư tăng đã xuất gia được cài lên ngực đóa hoa hồng vàng. Bà con Phật tử được cài hoa hồng đỏ với ai còn cha và mẹ, và được cài hoa hồng trắng với ai đó đã có cha, mẹ quy tiên về với cõi Phật A Di Đà. Thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại đức Thích Thông Đạt đã giảng một thời quán ngắn về ý nghĩa cho lễ hội Vu Lan báo hiếu để cho bà con một thời gian ngắn thêm Việt Nam quốc nghi thức cúng Vu Lan Cộng hòa Liên bang Đức hiện tiền khai văn tôn thân trừ anh linh anh hùng liệt sĩ chiến sĩ trận vòng đồng bào đao vinh tử nạn oan hồn uông từ hiệu danh vô vị hữu vị vô danh cầm siêu tiến trừ vị hương linh trường tây có liên quan mộ phần có bà lâm bà dù về lâm bà la dạ ta bà sau lễ cúng cầu siêu, đại đức Thích Thông Đạt thay mặt đoàn cao tăng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm lễ và đọc sớ cầu siêu và cúng cô hồn chúng sinh.
Lời đọc sớ và cúng cô hồn chúng sinh của Đại Đức Thính Tông Đạt như một làn điệu cải lương nhưng thấu tận thinh không. Này chúng con là Nguyễn Văn Hiền, tổng giám đốc trung tâm thương mại Đồng Xuân. À, Bùi Hà Lâm, tam tán đại diện đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, cùng chư bà con quyến thuộc, những người yêu mến đạo Phật, đồng tề tụ về đây đốt nén tâm hương cúng dường chư Phật chư Thánh Hiền. Chúng nhất tâm khấn nguyện cầu siêu độ cho chư vị chân linh cửu huyền thất tổ đa sanh phụ mẫu, thất thế phụ mẫu, cùng chư chiến sĩ trận phong, đồng bào tử nạn, thập loại cô hồn hà sa đẳng chúng thiết nghĩ chư vị tiên linh. Kết thúc buổi lễ, bà con được thụ hưởng lộc. Mùa Vu Lan khép lại, nhưng trong lòng ai nấy đều hoan hỉ vì mỗi người đã báo hiếu được một phần công lao dưỡng dục của cha mẹ. Xin trân trọng cảm ơn quý vị cùng các bạn đã dành thời gian theo dõi Đại lễ Vu Lan báo hiếu ở Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, Berlin.